Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại kênh Đồ Tính. Video này thì tôi sẽ đưa các bạn cài cái xe Play, dịch vụ của Play của con máy Oppo nội địa Oppo K1 này nhé. Đây, tôi sẽ vừa cài đặt. Con này có tiếng Việt nhưng mà nó không có các dịch vụ sẵn Google như YouTube, các xe Play vân. Đây, K1, mã của nó là PCB100. Ở đây thì tôi kiểm tra trong máy thì nó có sẵn các dịch vụ Google. Cũng như tài khoản nhé. Ví dụ tôi vào người dùng tài khoản này, thêm tài khoản. Đây có Google này, nghĩa là nó có cái Google account. Hoặc ta sẽ vào ta sẽ tìm phần ứng dụng nhé. Vào cài đặt bổ sung này. Rồi không phải ở chỗ này. Quản lý ứng dụng này, danh sách ứng dụng này. Tôi sẽ kéo xuống đây, dịch vụ Google Play nó có sẵn rồi. Để thực hiện thì tôi sẽ tải cái file CS Play. Các bạn tải trên mạng về hoặc các bạn không có, bạn tìm tải ở link bên dưới chăng. Để thực hiện, đầu tiên ta sẽ vào cài đặt. Ta sẽ kéo xuống, ta chọn vào cài đặt bổ sung. Ta sẽ vào thiết bị và quyền riêng tư. Đây, ta sẽ bật không xác định. Ở đây thì ta sẽ bật về cái quản lý tệp nhé. Trình quản lý tệp tin, cho phép back ra. Xác minh qua ứng dụng cài đặt này. Ở đây ta sẽ chọn 15 phút. Hai cái này thì tí tôi sẽ vào lại sau nhé. Nếu mà nó bắt, tôi vào thì quản lý tệp này. Tôi sẽ file tải về của tôi là APK đây. Ta cài đặt. Tôi chạy cái file CS Play. Cài đặt. Ở đây tôi chưa kết nối mạng đi. Rồi xong, cài nó xóa nhá. Để tôi sẽ mở đây. Cho phép. Bây giờ tôi sẽ bấm vào chữ đăng nhập để cho nó, mình sẽ tạo tài khoản luôn cho khách nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo tài khoản này cho bản thân tôi. Tôi sẽ đặt ví dụ cái này máy của khách nên tôi sẽ đặt lung tung vào. Ví dụ Việt chẳng hạn, tên Nam chẳng hạn. Nam. Tôi sẽ đặt cái này ngày sinh ví dụ 12 tháng 10 1996 chẳng hạn. Giới tính nữ đi. Tiếp theo. Tôi sẽ tạo địa chỉ mail riêng nhé. Rồi tôi sẽ ấn tiếp theo. Tôi sẽ nhập mật khẩu nhé. Mật khẩu cho khách. Rồi tôi ấn tiếp theo. Đồng ý. Đấy, là xong. Hơi đồng ý. Bây giờ tôi sẽ tải thử YouTube về nhé. Xem thêm chấp nhận nhé. Đây. Tôi sẽ vào đây. YouTube. Cài đặt lên YouTube nhé. Đây nó đang tải cái gì đó. Đây, Play đây. Bây giờ tôi sẽ ấn mở. Nếu nó không được bắt cập nhật thì ta sẽ cập nhật luôn nhé. Rồi ở đây nó không bắt cập nhật. Ok nhé. Vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn cách cài YouTube Chat Play của con máy Oppo nội địa Oppo K1 này nhé. Nếu bạn thắc mắc gì bạn bình luận bên dưới video. Chúc bạn thành công. Còn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.